các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Khoảng vài tháng qua, thương hiệu thời trang Prada bất ngờ trở thành cái tên được Netizen chú ý hơn cả. Bởi lẽ những gương mặt làm đại sứ cho thương hiệu đắt đỏ này chính là nhân vật chính của loạt phốt, chấn động từ hàng đến chung. Trong đó, hai cái tên điển hình nhất phải kể đến chính là Trịnh Sản với ồn ào bỏ rơi con và Irene với bê bối lăng mạ biên tập viên. Cho đến hôm nay, ngày 16 tháng 2, Netiren tiếp tục phát hiện lời nguyện của Prada này đã chạy đến Việt Nam và người được gọi tên lần này chính là Ngọc Chính. Còn nhớ hôm qua ngày 15 tháng 2, cô nàng vừa trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng sau khi đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh nhạy cảm của cúng kèm những lời bình luận thô tục. Đến hôm nay, dân tình phát hiện ra nữ hoàng nội y đã hí hững khoe ảnh chụp với túi của Prada. Không những vậy, Ngọc Trinh còn tét thẳng tên thương hiệu hàng tỷ đô này vào bài đăng khoảnh khắc này đã khiến nhiều khán giả cà khịa rằng phải trăng tết nguyên đáng vừa qua prada vẫn bị lời nguyền đeo bám nên sự nghiệp quảng bá hình ảnh cứ mù mịt không tìm được lối thoát ngọc trinh vừa gây tranh cãi với đoạn clip ghi lại cảnh nhạy cảm của cúng cưng vào ngày 15 tháng 2. cho đến ngày 16 tháng 2, nữ hoàng nội y đã thích thú đăng tải clip chụp cùng túi sách prada lại còn tét thẳng tên thương hiệu vào bài đăng trước đó hai đại sứ của Prada là Irene và trịnh sản cũng gặp phốt chấn động trong khi trịnh sản rơi vào hố sâu của sơ căng đàn thuê người mang thai hộ rồi bỏ rơi con thì Irene lại gây tranh cãi bởi ồn ào mắng chửi biên tập viên tận 20 phút từ hàng trung rồi đến cả việt nam không biết Prada phải trăng vẫn chưa hóa giải được lời nguyền ảnh Instagram nhân vật sưu tầm